Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ bất động sản đến cuối tháng 6 năm nay đã cán mốc trên 2,36 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng tín dụng toàn hệ thống và tăng 14,07% so với cuối năm 2021, cao hơn tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống và cùng kỳ các năm trước. Thưa quý vị, trong những ngày cuối tháng 7, giá thịt lợn bất ngờ tăng đột biến, có ngày giá tăng thêm từ 1 đến 3.000 đồng 1 kg, khiến người tiêu dùng lo ngại. Tuy nhiên, cũng có nhiều thời điểm giá lại xuống dốc, gây thiệt hại cho các hộ nuôi. Để giải quyết sự thiếu ổn định của loại thực phẩm chủ đạo trong bữa cơm của người Việt này, theo các chuyên gia, giải pháp căn cơ là phải tiếp tục mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất. Với số lượng trẻ đăng ký vào các cơ sở mầm non công lập trên địa bàn tăng đột biến, trường Mầm non Hoàng Liệt, phường Hoàn Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội chỉ có thể tiếp nhận 333 trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi, trong khi có tới 713, tức là gấp 2,1 lần trẻ đúng tuyến trên địa bàn đăng ký tuyển sinh. Để đảm bảo sự công bằng đối với tất cả các bé, nhà trường dự kiến sẽ phải tổ chức bốc thăm để tuyển sinh. Ghi nhận của phóng viên VTC. Công an tỉnh Hưng Yên vừa mở đợt cao điểm xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Thực tế cho thấy lỗi vi phạm này vẫn diễn ra khá phổ biến và đây chính là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua.